Ê cậu. Trời ơi. Chị Trương. Đó 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 đó. Từ 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 từ. Từ từ xem. Chị Trương. Này. Chào cả nhà. Bữa nay anh em mình lại tiếp tục đi bắt ruộng ở trên cái miếng ruộng này, lúa đang máy đang cắt cả nhà, cho nên anh em mình sẽ đi đầu hang. Thì tính theo chụp máy nhưng mà lại không có, mình thấy không có rồi cả nhà, còn có luống hay luống nó xong rồi nhưng mà không có. Anh em mình thì lại đi đầu hang cả nhà. Ở đây có hang rồi, có sảm rồi. Ê đúng rồi. Chị đợi, đợi Ủa, có kìa, có đồn mà sẽ cũ gì hả? Ghế cây luôn rồi. Ừ. Có đồn sẽ cũ này mà. Để sao? Rồi, cùng luôn rồi. Ủa, còn. Đây nè, nha cái nhà. Đây, chú Sơn mới bắt được con này. Khui. Cũng được đó, nghe, ta biết ngay rồi. Hai đường người ta biết ngay là nó đi qua bên đây. Mày chạy hay mày tưởng là mình chạy vô lúa đó mày thoát. Sai lầm của em, mày sai lầm khi yêu. Mình tưởng là vô lúa là anh thoát. Chút xíu nữa thoát thiệt cho chứ gì nữa. Trời ơi. Ê, cái hàng nó mới thục vô vậy nè, đây cảm thôi. Đó đó là mày cãi tao không. Đây này nghe rồi. Đây này nghe. Bỏ cái xuống này. Ê, bơm, 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 bơm. Còn bây giờ tao mới móc ốc hàng đó mày. Ăn cái trứng này. Đào luôn này đi. Ủa, trứng của người ta thứ già đi. Đâu rồi? Thấy rồi. Ủa, nãy còn, còn hai bên kia. Trong này nó hả? Đấy, chứ cái gì chứ. Bây giờ dài cái nó đẹp quá. Nè. Nó có nẻ đi theo chứ đâu phải cái hang trời. Không này không phải. Kìa. Ôi, con chuột mẹ, đi nè. Chuột mẹ đi nè, đừng đè, ông ra hay tao. Đây nè, nó lú cái đầu ra rõ ràng. Bự không? Bự, À đâu? Nghe chẳng hàng đó. Từ từ. Ừ nha. Ừ. Đó, cái hàng đó, con chuột mẹ nó lú đầu ra tao thấy rồi. Con xảm hàng đó lại đào hàng trên đi, xảm đó đi. Trên này cùng rồi, Cùng rồi. Xảm cái hàng đó lại đi để thôi nó chạy ra ngoài rồi sao giết kịp. Ừ. Mười hai ba hang rồi không lội với chùm lấm trong mày nè. Đây coi ảnh coi nó có thông bánh không được. Chụp bự không? Ừ, chụp mẹ thấy rồi. Đây. Ôi, đây nè. Tao dính hay vậy? Cho hết chạy rồi. Ở đây đây đây. Tao thấy nó đùng đùng rồi. Hay gì nè. Dưới gót á. Ừ, phải không? Không. Hai hàng luôn. Tao thấy gì đâu trời. Từ từ cắn ra đi rồi từ từ tích. Hey. Trời ơi, con chuột.
Công Dung hay gì mà Công Dung đúng không? Ôi. Thôi đừng nói bậy. Thôi đi, ta đi, đi. Bự mặt được rồi. À, không? Con chào quá luôn. À, còn nữa không biết, cá giờ heo luôn. Ồ, cái bít đúng ngon hết sức luôn nè. Cái kia làm hai kìa. Ủa nha. Cái này cái gọ. Coi coi bánh đi. Tại chứ sao lấy nó đây, cái nó chụp ở đây mình để nhảy mắt con coi nó còn nổi nữa. Trời ơi, chưa chưa. Đó, 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 đó. Từ từ, từ từ, từ từ. Từ từ xong. Từ từ xong. Chưa. 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 Đó. Ê, rồi. Nó chạy lên đây nè, nó chạy lên đây nè, sức lên đây nè, sức lên. Kìa kìa kìa, quá con chuột khủng, qua cho tính nè. Tao thấy. Đừng cho đường, đừng xin nước. Kìa kìa, chạy lên, chạy lên, chạy lên. Thấy chiều nhân chưa? Dài rồi giấy. Hồi tiên gì nó lính ghê trời. Phóng ra là dí liền. Mấy mẹ cho nó qua đây hết rồi. Đây hàng này nó bưng ra hết rồi. Hết rồi. Bà thấy mặt nó cái gì vậy? Cụng rồi, hai đó nó cụng. Sao nó nhảy vào cùng nó? Cụng này giờ đang lại tốt kia nó kiếm đường nó bưng ra ngoài, nó khóc ra. Tại bên đó nó ăn hang đồng. Thôi cái lên. Bạn này đâu sao? Bỏ lên. Mình cực khổ rồi, cuối cùng để tôi chạy ra đây. Ừ, có cái đuôi con quỷ hay gì đó. Chụp sức. Hết đường đi rồi, bậy luôn, lụm ra lụm túi lại tính. Lụm đi tới, tính. Đây, để cho mình tính là tiếng quay con máy quay đi. Ôi, nó bò ra con mua bậy luôn, cái đó đụng cho hang này dữ lắm chuột luôn. Dữ lắm luôn rồi. Thôi con chuột bự. Có chuột bự chuột nhỏ gì không, nằm đây nắp chân đây nè. Còn dưới đây, hang dưới đây nè, còn chuột dưới đây nữa. Ê, ê, ê. Dính lại dính. Còn nhóc đuôi giống kìa, nó thấy không tới sơn, nó nhóc theo đuôi thôi, chạy chậm tự thôi. Đây xe đi xe tính tiếp tiếp tiếp. Ê, coi chừng nó chạy ra làm không kịp, chạy ra làm. Coi chừng còn coi chừng làm không kịp, coi chừng làm kịp. Ok quá trời luôn, đây sao thấy không? Nó chuột cũng nằm trong cả nhà. Đó. Rồi bắt ra đi sao? Này bắt con. Nó cắn em nọ luôn. Thành quả của mình nó cũng có nãy giờ đào nguyên cái gò mệt đó ha. Hello. Còn nhấp hết. Hello, hello. Nó bị... hello chú ơi. Nó có chừng chục bự nó phóng ra mình làm kịp nghe sao? Ra đây. Dục con ra cái đi, dục con ra đi. Hai ba bầy lứa luôn, hai ba bầy luôn, nó còn đuôi nhóc cho nó đó. Còn không?
Còn không sao? Chưa, chưa. Hết rồi phải không? Đó. Hết rồi phải không? Lòn vô trong rồi. Còn hang nữa không? Lòn trong rồi, vô đây nè. Còn hang nữa không? Hang nữa lấy cây khử nè, lấy giá khử. Tự thôi chứ thôi. Tự mày chụp luôn á. Rồi còn hang đó không? Quan trọng là còn hang không á. À. Còn không sao? Rồi không biết rồi. Đâu, đâu còn đó. Hết hang rồi. Nè. Hang ở mấy chỗ bên kia nãy. Ừ, rồi, tới chưa? Rồi, hết hang, còn hang dưới đây là sao? Luôn. Dưới giò, còn hang dưới đó. Ừ, còn con chuột ở dưới á. Tại vì nãy nó còn bò anh còn nhúc nhích nè. Ừ, dưới ngay tay 1 tiếng. Con chuột còn dưới á. Đây. Cái đừng phóng ra sao? Cái đừng phóng ra chứ. Nó trên bờ trên cạn không sâu đâu. Nó thấy ăn bẹo xuống dưới đó mà. Không, nó nằm kế bên rồi, con chuột nó còn đụng đụng đất tao chảm lắm mà. Có cái hang nãy chuột xuống đó nữa. Rồi ngay cái lấy cái lưỡi giá luôn đó. Ừ đúng rồi. Đúng rồi. Đây nè. Nó có chừng phóng ra sơn. Đúng rồi, tao nghe có hụt đó nghe. Cái chừng phóng ra sơn, sơn nhúc nhích. Ê, nó nhúc nhích nè, nó nhúc nhích nè. Còn đó, cái... đó, đó, thấy không? Ừ. Dục cái len ra đi. Ở bày lửa lượm luôn đi. Mẹ nó nằm ở đầu á, con lửa đi theo. Chụp từ từ thôi. Ngồi. Mẹ tiếng, đó nè. Rồi lấy túi tiếng, lấy túi tiếng. Sơn. Ủa sao kỳ á sơn? Ừ. Còn nữa. Còn dưới á. Còn kêu dưới đó. Còn nước mẹ dưới á. Còn. Sơn nó bư hai cái tay thấy thương ha. Giống quá. Nằm ở dưới á, đầu cái tay đó. Ừ đó. Bự. Con này trời bự nè. Ừ để cho nó trời ra đi. Hồi nó phóng ra ngoài đó. Gì mấy cha. Bự đấy cứ lo đẩy gặp đó. Làm như chó vậy đó. Còn ha. Còn nữa, còn. Chỗ đây chỗ con đó vậy? Ừ, còn nữa không? Đó. Ngửa ra. Con bự phải không? Con ra nè. Bự. Sao mất con ra nó chạy ra. Bụm lại tí. Tự nhiên cái đi để cho nó chạy ra. Lấy cục đất chấm lại tí. Con vừa mới bụm con ra lấy cục đất chấm lại liền. Lấy cục đất chấm lại liền đừng. Lấy cục đất chấm lại liền để nó chạy ra. Hết. Quá trời. Nó còn không? Còn. Chưa. Ê, rồi chơi kìa. Bay ra. Lấy chấm lại liền. Chấm hang lại liền. Để thôi nó phóng ra liền. Nó phóng ra. Nó còn lấy hàng phóc lại. Đúng là mình dân nó quét men chó đâu trời. Cùng rồi. Còn chuột. Nãy còn. Còn hàng còn chuột đừng có cãi lấy đầu chám lại. Chám lại đầu thì lấy cái đầu gối, lấy đầu gối ra, lấy đầu gối. Con chuột bự. Lấy cái cục đất cản lại. Lấy cái đuôi đó kéo lại. Lấy cái cục đất cản lại đi rồi đào tiếp. Lấy cục đất cản lại, lấy cục đất chám lại. Ừ, rồi đào tiếp tránh cái đầu gối ra tiếp. Tránh đầu gối ra con. Từ từ nó chạy lên còn nữa coi còn con nữa hay không còn nữa tấm cái đen rồi chạy rồi dính đi nó dính trên hang giữ hang một người giữ hang chạy rồi chết chạy chuột thì mau xin đầu ta dính chuột dính còn hang giúp cái gò này là hang chuột dữ lắm chuột luôn không có chừng ủa chị cũng bắt nó hết rồi còn không lên đó rồi đó còn nữa đập ấy nó chạy ra kìa nó chạy ra lấy hàng sẵn lại liền để chuột mẹ bay ra lên rồi lấy hàng sẵn lại liền chuột mẹ nó bay ra cắn thú mà cái này 2-3 lứa luôn á ha không đứt à thôi giờ lấy cái búa gò lại gò cái len lại là đào được à tại vì giờ nó bị sống à chạy cái này lấy cục đất chám lại còn chạm liền là chuột nó không có chạy ra được cắn này mày chơi mày cắn cái nó liền từ từ thôi từ gỡ từ từ lên giờ là mình tới nít đó rồi chuột mẹ thì đi trước rồi đó hết sao coi có đuôi mẹ không nó cái đuôi mẹ đó phải không không phải đừng cái đuôi mẹ cho lấy cái tay ra trên đây nè họ cho nhiều cho mình dễ chụp ơi cái gì á len sắn nghe tiếng gì đó hàng tới sao
Tới. Ê, chuột, chuột. Dính này, dính này, dính này, dính này, dính này. Cái còn nữa không? Ừ, nó chưa đâu đó đó. Dính không? Dính rồi. Nó đè tao thấy dính rồi. Hết hả? Còn hang đó sao? Nhích tới đây coi chuột mẹ nó đụng, nhiều khi nó đụng tới luôn á sao? Vậy là mình xảy chuột mẹ rồi sao ta? Hang sơn móc cái này chắc hết hang rồi, hết rồi. Vậy là mình... mẹ chưa ra rồi nãy chưa thấy hết, hết lạc mất hang rồi, hang dưới này nó nhiều lắm mình. Hang trong nằm trong gò cái cục dưới nó còn nằm lớp hang dưới. Đáng mẹ hết rồi sao nè. Thôi hết một hang nữa. Còn không? Nó mất đụng nữa. Không có đâu. Để đây đi. Dịch tới một xíu. Đụng. Đụng. Hết rồi. Hết rồi. Nãy hang đó mình ngoái vô đó. Còn hang xuống nè. Còn hang xuống nè, vậy là chuột mẹ còn trong đó.